Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở quận Cái Răng của thành phố Cần Thơ. Hôm nay quay trở lại vườn mai của anh Chí nè em ơi. Hôm nay anh Chí vừa được bốn cốc mai nè. Rồi em xin chào anh Chí. Rồi chào Thắng, chào tất cả anh em chú bác gần xa đã ủng hộ em từ mấy lâu nay. Hôm nay em về 4 cây, một cây tàn và 3 cây phôi. Mong anh em xem và ủng hộ em Cần Thơ Cái Răng. Mã số 1 nha. Đây, một cây bonsai nè em ơi. Lùng liền lực. Đây, một cốt nha anh em. Đây, vàng xương ra nhiều nè. Này về cái bầu anh em nuôi cho nó ra nó dạy cơ, nó bắt đầu anh em vô dây vậy nè. Rất là đẹp nha. Một cốt bao lực luôn. Cái số 1 này nó cao khoảng nhiêu anh Chí? 1,5 m. Rồi, 1,5 m còn ngang anh. Rồi 1,5 m luôn. Cây này zin hả anh Chí? Zin. À, bông khoảng bao nhiêu cánh anh? Cây này họ chưa thấy mặt bông nữa. Chị rồi. Cây út hả chứ anh em? Anh em. Rồi. Cây này chưa thấy mặt bông nha anh em. Nhưng mà và lá dày quá nè. À. Nó ra mới ra. Cốt cành nói chung là anh tạo đầy đủ cho anh em. Về vô dây cũng được anh em ơi. Cây này chỉ cành đẹp. Đều rút luôn ha. Từ gốc tới ngọn luôn. Như là xù, xù nách. Rồi mát nát nó ra nè anh em. Cây này về anh em lên chậu trồng liền em ơi. Nó ra tượng là nó xù, ra tượng nó xù. Rồi cây này bông chưa thấy mặt bông nha. Rất là sung. Quanh này 66. Rồi 66. Rồi cũ rồi, cũ đặt luôn nè. Cũ đặt này nó 91. Rồi, cũ đặt 91 nha anh em. Quá nhầm cho anh em xem. Đây căng thước luôn nha. Cái này nó còn lớp đế dưới nha anh em. Có cọng đế này treo và em không có làm cho nó mất sức. Ở dưới này còn lớp đế đều. Mình đo thử cái ta cành coi nhiêu anh Chí. Cái này số 1 này 22. Bông trong thân. Bông nó ra thân nhiều nè. Nè, mấy thân nó ra nè. Ra trên đập trong thân mình mẹ ra. Đập nhiều nha. Mấy bên tay nhiều. Rồi qua quay cẩn thận cho anh em xem. Cây đảm bảo trong này nó xù toàn thân luôn nè. Đang lên rất là mạnh nha. Chi cành đều luôn á. Đẹp. Nha, chốc thân ra. Tâm rồi. Thân nó ra nhiều nha nè. Cái này anh em là yên tâm đi, về phá bầu đầu rễ là an tiện. Còn chi này thì vô dây cái là lộn anh em ăn. Rồi số 1 này mình cho khán giả mất giá luôn chứ ơi. Rồi cái số 1 này em xem vô lâu với anh em là bao xét 200 km là 59 triệu. Rồi 59 triệu nha anh em. Cái này anh hỗ trợ cho anh em là bao xếp 200 km nha. Cái này anh em vô nhậu cái này chơi. Đi xe rồi chơi. Rồi cây ghim, cây đang lên xù mạnh nha. Cái này tương lai anh em ơi. 59 triệu. Yeah, okay, phôi đó. Rồi tiếp theo anh em ơi. Mã số 2 nha. Một cái cây phôi khủng nha anh em. Đây, một trực một bay nha. Đây, thành phẩm sau này hay giá trị nha anh em. Đây anh ngồi xuống cho anh em hình dung nè. Hơn 1 mét của anh nha. Cái này nó cao khoảng nhiêu anh Chí? Mình đo chiều cao đó anh Chí. Cái này chiều cao nó 140. Rồi một, gần 1,5 m anh. Tán bay nó 1,5 m. Rồi cao gần 1,5 m tán cái chiều bay ra 1,5 m cho anh em. Thân gốc siêu to. Cái này bay là nó vô dáng thế mà bự gì kiếm đồng ra nè anh. Hàng khủng bây giờ kiếm căng lắm anh em. Này về chịu khó tạo tàn tá sau này nó giá trị nha. Cái này mặt bông mình thấy không anh Chí? Cái này 5-7 cánh anh. Rồi 5-7 cánh. Cây tàn cắt xuống rồi thấy về bông như là bông kích nha. Rồi nguyên cái củ nạc nha em. Lên tầm khoảng cả gan nha em. Gan hơn gan nha. Như thằng B vậy anh. Đồng đo luôn cái hoành có khoảng nhiêu anh Chí? Đấy là chưa làm đúng không anh? Chưa, cây này làm sương sương à. Về chơi được rồi, em đo hai vị trí nha, đo trên cao luôn nè. Ok. 99. Rồi, 99 quạch nha anh em. Em đo xuống xuống cái cọng đế này, cọng đế đó mình đo tính cũ nó nè. 105. Rồi, 105 nha anh em. Cái này chuẩn chắc 1 mét ha anh Chí. 1 mét 99 nó đẹp. Này thì đo. Đó, anh đo cái hoành lớn nè anh đo cái thân bay ra nha anh em.
61. Rồi, 61 nha. Cái này cái tàn em cắt qua nha. 87 đường kính bầu. Rồi, đường kính bầu gần 8 tấc rồi. Hồi xưa ở đây cái tàn riêng nó hơi lớn rồi nè. Cắt này, rồi. Cái này do vận chuyển ra giờ nó còn thẹo xíu xíu rồi. Cái này liền hết rồi nha. Rồi này xam hết ha. Xam bị hồi xưa người ta cẩu cắt ra. Rồi bông thì em báo là 5 đến 7 nè. Anh em muốn chơi riêng thì anh em nuôi bộ tàn thôi. Anh em ghép cũng ok đó nè. Thân gốc lớn nha. Này, mau chơi tam giác lạnh. Bay. Cái này còn được cắt nha anh em. Một trực một bay. Đế này chưa làm nhẹ nhẹ phía trên thôi anh em ơi. Đây là cứng cái này nè. Một thân lên nha. Đế nè, bên dưới có luôn. To to không à. Vì lên lên bồn không thôi anh em, xuống đất trồng cũng ngon đó nè. Tạo tàn tán đó. Tương lai thành siêu phẩm. Gồm cho khán giả cái mức giá cái này luôn chứ. Rồi cái này giao lưu với anh em là 129 triệu. Bao xếp 200 km. Rồi bao xếp cho anh em 200 km nha anh em. 129 triệu anh em ơi. 100 cái tàn vừa vừa. 129 triệu nha. Rồi tiếp theo anh em ơi, mã số 3 nha. Cây phơm tàn lớn anh em. Siêu tàn. Đây giáp dòng bộ tàn đặc hừ luôn nè. Này do tàn lớn quá anh diện xuống lá luôn vậy nè. Cái số 3 này cao khoảng nhiêu anh chí? Cái này khoảng 4,5. À còn ngang anh. Ngang là 4,5. Rồi. Rồi cái này nó cao 4,5 nha anh em. Còn ngang là 4,5 luôn nha. Phơm tàn lớn. Đây, cái này bắt bông sao anh chí? Cái này 5-7 cm. Rồi bông 5 đến 9 nha anh em. Tàn lớn quá xuống lá nè, nè nút nụ nhiều nha. Rồi một cốt đi lên tầm khoảng 4-5 tấc là nó xây tàn nè. Bộ tàn thì nó tròn quay bốn mặt hết nha. Anh em này đang kiếm mai tàn chơi bông đó. Cây này là vô phơm anh em. Thân cây liền lạc nha. Đế thì nguyên một nồi luôn. Đây. To to không à. Cây này trong cái hũ trồng ra bồn đó. À xưa nằm trong cái hũ anh. Rồi để bung chịp bung biểu mặt đó nè, mặt không có nè, đây có luôn. Cây liền lạc nha. Rồi nó ra cái nó quấu xuống nè, anh chỉ quấu vô phòng nha. Nè. To to không anh em. Đó. Bằng cầm tay cho lên không à. Quặn trong đây không. Ở đây là nó ra nó quấn xuống nó quặn nè. Rồi đo thử cái hoành có khoảng nhiêu anh chí? Hai vị trí. Cây to giá nhỏ nha anh em. 74. Rồi 74. Anh em mà 70 thôi. Rồi 74 anh em ơi, tính đi, 70. Đi còn đo suốt nữa nè, nở tràn nha. Trên cầu đế nè 85. Rồi xuống xíu ngay đế, ngay dây đế nè. 85. Còn có trên luôn. 64. Rồi trên cao luôn. Tầm khoảng 4-5 tấc nè. 64. Trên 70. Vì tùy đo cái này nở. Đó mình đo luôn cái cũ để đặt nó coi nhiêu anh chí. Khoảng 200. Rồi nồi để đặt nghe nè. 2 mét nha. 73 hoành nha nè. Nếu mình đo tùy theo cách mỗi người đo khác nhau nè, mình đo xíu xíu nữa nó 8 mấy luôn nè. Cụ đế 2 mét nha. Rồi mình cho khán giả mức giá cái này luôn chứ. Rồi cây này em cho luôn với nhau là 79 triệu, bao xếp 29 km. Rồi 79 triệu anh em ơi. Tài anh em ơi. Số đẹp luôn, thằng tài. Hoành trên 70 nha anh em. Trên 70. 79 triệu. Có một cây mai tàn khủng chơi Tết rồi nè. Có cái lỗi này chút nha anh em. Cam. Rồi anh hỗ trợ xếp cho anh em 200 km. Hợp nhãn liên hệ anh Chí để mình chốt cây này nè. Hoành to giá nhỏ nha. Ở đây nó có một cái lỗ nhỏ này anh Chí. Tí nè. À, này cứng rồi ha.
Rồi ngoài ra cây liền lạc lắm nha nè. Rồi tiếp theo anh em ơi, mã số 4 cuối cùng hôm nay. Đây một cây tàn anh em. Thân lắc lượng nha, như con rồng nha nè. Coi chân tàn nè. Dễ chơi giá. Đẹp quá. Về mau chơi nè. Cao khoảng 2m 3 đây. Rồi cao trên 2m nha nè. 2m 3. Rồi cái thân đẹp nha anh em, mình coi lắc nè, đã lắm. Chân tàn đầy đủ hết nha. Cái này về anh em nuôi nó mau chơi lắm nè. Cái này mặt bông nó mấy cánh anh chị? Cái này chưa thấy mặt bông lên em ơi. Rồi, chưa thấy mặt bông luôn. Cái này giá ưu đãi anh em. Rất là mềm. Đây. Mặt phía đây cho anh em xem. Nhìn thân có duyên lắm. Thân đẹp nha. Rồi đầy đế đây nè. Đế đều hết. Lực thôi. Đây con đế treo nha. Rồi đây có con đế treo rồi nè. Còn nhiều cái cây nó liền hết nha. Rồi mình đo cái hoành luôn chứ anh. Đây là 50 nè mẹ. Rồi 50. Để đo cũng 50 luôn. Rồi 50. Rồi mút ở trên luôn nè. Cây này nâng ha anh. Nâng á. 35. Rồi 35. Nâng tới trên là 35. Chân tàn lớn rồi nha. Này ta nuôi lâu. To to không à. Cái thân đẹp nha nè. Cái này sau này anh em tạo cái đuôi nó cũng được nè. Nghe cái đế thì nó mau liền nha. Giá quá thì dễ chơi. Không thích cái đàn thông. Tạo bằng thông. Đế này đấy vậy là ok. Vui ngày bự lắm hết. Rồi mình cho khán giả cái mức giá luôn chứ vậy. Rồi cái này em xin giao lưu với anh em là 21 triệu. Rồi 21 triệu mình xếp 200 km anh. 200 km. Rồi có 21 triệu nè em ơi. 21 triệu chơi. Có cây mai chuẩn chơi nè. Có chi cành sẵn. Thân tàn. Thân đẹp anh em. Đế đẹp luôn. Rồi 21 triệu. Thôi cái này sản phẩm nha anh em. Hợp nhãn liên hệ anh Chí để mình chốt cái này.